Tâm Như xin chào anh em nhá. Ngày hôm nay thì Hiền Như đã đi giới thiệu Như đang sở hữu 5 cặp loa cực kỳ chất lượng và giá thành thì cũng từ phân khúc dưới 10 triệu đến trên 30 triệu nhá. Thì xin phép đi để giới thiệu tới anh em. Đầu tiên Miu xin phép giới thiệu tới anh em cặp loa MR822. Đôi này sở hữu bát 30, chơi cho phòng khách diện tích rộng từ 20-25 vuông, loa JB Mỹ xịn anh em nhá. Đôi này đặt cực kỳ xinh xắn và gọn gàng, hàng tuyển chọn kỹ. Anh em đầu tư cặp này thì Miu xin phép đưa giá mức giá còn 19 triệu đôi một đôi này. Giá cực kỳ tốt trong tháng 7 này, hàng tuyển kỹ anh em nhá. Cặp này là 822 anh em nhá. Rất đẹp. 822 giá 19 triệu. Tiếp theo, anh em nhìn đây là một cặp loa monitor cũng thương hiệu JB Mỹ. Cái này là 902. Rất đẹp, rất mới. Con này anh em có thể chơi nghe nhạc và hát karaoke, hoặc là monitor kiểm âm sân khấu, hoặc kiểm âm trong những bộ karaoke gia đình, quá ok luôn. Con này ngày hôm nay Miu xin phép đưa ra mức giá là còn 17.500 anh em nhá. 17.500. Bao zin, bao đẹp cho anh em đầu tư. Tiếp theo, một cặp loa TB. TB Audio này. Sở hữu bát 30. Giá 8.500.000 đồng. TB là thương hiệu của Mỹ. Đôi này thì công suất đạt khoảng 350W. Tiếp theo, cũng đôi này cũng bát 30, thùng gỗ cực chất anh em nhá, rất đẹp. Cũng một bát 30, một xếp kẹt. Loa bãi xịn, rất mới. Loa UH công suất 300-450. Đôi này thương hiệu của Anh. Nhưng mà đôi này thì sản xuất Trung Quốc anh em nhá. Nhưng mà hàng cơ bản chất lượng. Giá để anh em còn 6.800.000 đồng. Bát 30 nhá. Đôi này anh em chơi cho phòng 25-30m2, quá ok luôn. 4735A tuyển chọn kỹ, 36 triệu. Đôi này như đã giới thiệu với anh em rất nhiều về mua đèn này rồi. Hôm nay hàng về lại báo cho anh em thôi. Đấy, 902 nghe phê luôn. Mà em nghe thẩm chất của đôi 902 này,